Xin chào tất cả các bạn. Đây là một cái trại bò 3B của anh Hoàng Quyền ở địa chỉ ở Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An. Đây là trang trại anh mới xây dựng thôi và hiện nay là anh đã bắt về để chăn nuôi. Và mình giới thiệu cho tất cả các bạn là cách thiết kế chuồng trại ở đây. Ở trên này là bằng mái tôn và khung sắt và cái cọc bê tông, và dưới này là lắng nền, phía sau kia là có một cái máng để cho nước chảy. Và sau đó ở phía dưới này là cái khoảng cách không gian để lối đi, và đồng thời là làm nơi để cỏ cho bò nó ăn. Và trong này là có máng uống, đây là máng uống để nước. Và cái khung tôn này thì cái khung sắt này thì sẽ chia ra từng ngăn. Bạn thấy là cứ mỗi ngăn là một con bò. Đây là bò 3B, rất là đẹp ở nhà nhá. Đây là lứa bò 3B về để chăn nuôi bò béo. Theo như mình biết thì anh đã nhập về là hơn 30 triệu một con. Số tiền chính xác thì mình cũng chưa hỏi, nhưng mà nghe bảo là hơn 30 triệu một con. Đây bò đi. Và đây là cỏ này, là cỏ đã u chua. Cỏ này đã u chua, rất là thơm cả nhà. Thơm. Rất là thơm. Hiện tại thì anh mới sử dụng đây là đá muối để cho nó liếm. Mỗi ngăn như thế này thì sẽ có màng ăn và uống. Đây là màng uống để cho hai con. Con bên này đây, ví dụ như đây là đây là đem một cái màng uống đi. Thì con bên này cũng uống được và con bên này cũng uống được. Phía sau thì có sân chơi. Sân chơi cho mấy con bò nó thích ra ngoài này chơi thì nó ra chơi. Đây là cái sân chơi đây. Đây là có cái cửa này, cái cửa ra vào. Bên này có cái cửa ra vào. Đấy, nó thích ra ngoài này chơi thì nó chơi. Đây, nó thích ra ngoài này chơi đây. Bên cạnh đó thì anh nuôi thêm vài con lợn rừng với là gà, vịt. Ở bên kia là bên mình trồng cỏ cả nhà nhé. Cái bãi cỏ mà bên mình trồng đấy. Vừa làm giống vừa làm thức ăn chăn nuôi. Bò 3B rất là đẹp cả nhà nhé. Không gian thoáng mát rộng rãi như thế này mình thiết kế. Đây, mấy con bò này là không cột dây đâu nhá, để nó ra tự nhiên. Nhưng mà khi mà mình ngăn thế này thì cứ mỗi con là nó chui vào một ô thế này để nó ăn. Ăn xong thì nó chạy ra ngoài kia nó chơi, nó vận động thể dục thể thao. Đấy. Toàn bộ khu trại. Giới thiệu với các bạn ở ngoài này là cái bao ủ cỏ chua cả nhà này. Bao ủ cỏ chua, bao ủ cỏ chua. Đây. Các bạn thấy là trang trại đã dự trữ rất nhiều cỏ chua. Thì các bạn biết là vào mùa đông thì cái nhu cầu thiếu cỏ rất là trầm trọng. Cái này đã cột mất rồi. Đây là cái bao ố nhá, bao ố ủ cỏ chua. Hiện tại là bên mình cũng cung cấp cái bao này và cái men ủ chua nhá. Cái cỏ ủ chua mình lúc này là mình lấy xem bên này xem, cũng cột rồi, ta cột lại, có thể mở ra cho các bạn xem. Thì cũng như lúc nãy thôi, cái sản phẩm mà bò đang ăn ở đây thì chính là cái sản phẩm mà ủ chua cả nhà đó. Sau khi ủ chua thì cỏ nó chín như thế này, nó chín nó như thế này nhé. Thank you.
phẩm bò rất là đẹp. Đấy, mình review lại cho tất cả các bạn xem nhé. Hôm sau mình sẽ review cho các bạn xem một thời gian sau là bò nó phát triển như thế nào nhé.